Xin chào toàn thể các bác và các anh em. Em bán vang số và căn chỉnh vang số, nhưng mà các bác cũng theo dõi kênh của em lâu rồi thì các bác biết em thường xuyên nói là khó. Nói là khó để cho các bác anh em lường trước được rằng là cái vấn đề mà các bác anh em mua vang số và sử dụng vang số thì phải dựa theo cái chất âm mà của cái người bán và người cài đặt cho các bác anh em. Còn bản thân các bác anh em khó căn chỉnh được hay. Đây là những cái minh chứng cho các bác anh em. Bởi vì là hôm nay em nhận được rất nhiều những chiếc vang số của các bác anh em gửi đến để căn chỉnh. Thì trong đó có một chiếc Gutin màu xanh của một cái bác ở Bình Thuận. Và trước đây bác đã mua một chiếc vang số Theta K6E của em. Và bác ấy khá hài lòng với chất âm của chiếc vang số Theta K6E em bán cho bác ấy. Và trước đấy thì bác ấy mua chiếc vang số này. Và bác ấy nói là bác ấy căn chỉnh mãi mà không hay được. Rất khó, em nghĩ là rất khó. Một chiếc vang số gọi là vang cơ, lai số đi. Phần effect là số và phần equalizer là phần cơ. Mà các bác anh em còn không căn chỉnh được. Rồi một chiếc vang số Bioner của chú em Hải Dương. Chú này vứt xó 4 năm rồi. 4 năm rồi chẳng là động đến chiếc vang số này. Bởi vì là cũng lần mò mãi nó cũng chẳng được. Chú này thì trước đây chú cũng mua về. Rồi theo cái hướng dẫn của người nọ người kia. Rồi theo hướng dẫn của em nữa. Nhưng rồi tự mình căn chỉnh cũng chẳng được. Là chiếc Bioner hàng mới. Đây là chiếc Bioner hàng mới. Có cái tên là X10-25 mã. Người sử dụng chỉnh mãi không được. Làm sao chỉnh được? Chiếc X12 này của bác Đồng Nai trước đây gửi cho em căn chỉnh. Và khi mà cho anh em bạn bè mượn về để mà sử dụng, có động chạm vào cái phần equalizer và phần effect, nó bị sai lệch, mất cái phần effect và cái phần equalizer, lại gửi cho em để mà làm lại. Các bác thấy có vất vả không? Nó rất khó. 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 Cho nên rằng là các bác anh em ấy phải dựa trên một cái nền tảng của những cái anh em đã làm tương đối tốt cho các anh em. Và các anh em căn chỉnh thì phải là xem xét. Nếu chưa nghĩ thì đừng có lưu vào các cái trình cũ, mà lưu sang các trình mới để mà thử nghiệm. Và một chiếc vang số Hugo V6 đi. Đây là chiếc vang số Hugo V6 của bác Hải Phòng. Hải Phòng thiếu gì thợ, thiếu gì anh em bán hàng. Thiếu gì anh em bán hàng âm thanh hàng bãi. Thiếu gì thợ làm âm thanh. Nhưng mà gửi lên cho em, gửi lên cho em để căn chỉnh. Tí nữa em sẽ test thử tất cả các cái chiếc vang số này, giữa cái cũ và cái mới, để các anh em nắm được rằng là căn chỉnh một chiếc vang số nó khó khăn như thế nào. Đôi khi các anh em mua thì cứ thích rẻ, cứ thích rẻ, cứ thích chỗ nào bán rẻ các bác anh em mua, rồi nghĩ là về nhà như vậy tự mình căn chỉnh được. Nhưng cái đấy không là đúng đâu, bởi vì nó cực khó. Đây một chiếc Bosa X10 của một chú em ở Đắk Lắk, mua của một đơn vị phải nói rằng là có một cái tên dán ở trên chiếc vang số về chuyên môn lắp đặt âm thanh ánh sáng sự kiện quán bar phòng hát, nói chung là đủ các kiểu. Nhưng có ra gì đâu, có ra gì đâu. Với cái mác là như vậy, là chuyên môn lắp đặt âm thanh quán bar phòng hát, rồi âm thanh gia đình, rồi đủ các cái mác, nhưng có ra gì đâu. Đây là chiếc Bosa X10 này. Thì các bác thử nghe được cái chất âm của chiếc vang số của chú em ở Hải Dương, là chiếc Bioner X10 này. Bây giờ là đang sử dụng nhé. Bây giờ các bác sẽ nghe được cái chất âm cũ này. Bây giờ cái một này, chiếc vang số này là có chế độ 1-2-3 này. Một này, các bác sẽ nghe được cái chất âm cũ này. Cũ này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 7 10 10 10 2 3 5 6 9 6 9 6 9 6 9. Đấy, các bác nghe được cái 1 nhá. Bây giờ các bác sẽ nghe được cái cấu hình mà em đã làm để các bác thấy được rằng là như thế nào. Cái 5 đi. Đây là cái 5 này. Có cái chữ sáng này. Đấy, các bác sẽ nghe được cái 5 nhá. Các bác sẽ nghe được cái 5 xem nó thế nào.
Đây bây giờ sẽ gọi cái năm ra này, các bác sẽ nghe cái năm này. Đây là cấu hình mà em đã làm ở trên chiếc vang số này nhá, là chiếc vang số Bioner. Và cũng bên em là X10 hay là mã này. 1 1 2 3 4 5 7 8 9 10 4 7 10 2 3 5 1 1 2 4 4 7 10 2 3 5 1 1 2. Và bây giờ các bác sẽ nghe được cái cấu hình 2 này, cấu hình cũ này, 2 này. Vang số này thì có gọi được 3 cái chế độ trên mặt máy nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 7, 10, 2, 3, 5, 6, 9, 1, 2, 6, 9. Đây cái 3 này, gọi chế độ 3 rồi này. 1 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 4 4 7 10 2 3 5 6 9 1 2 6 9. Với một cái chất âm nhạc fake như này thì em nghĩ rằng các bác không hát được đâu. Và bây giờ các bác sẽ nghe lại cái câu hình số 5 này, 5 này. Câu hình số 5 này. Đấy, gọi ra này. Đây là câu hình số 5 này. 1 1 2 3 4 5 6 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 4 7 10 2 3 5 1 2. Còn chiếc vang số X12 thì em không cần thử nữa. Và thử luôn chiếc vang số GV6 của bác Hải Phòng này. Để cho các bác anh em hiểu được rằng là một cái vấn đề là tự các bác căn chỉnh vang số ấy, không căn chỉnh được đâu. Không căn chỉnh đâu. Cho nên em bán vang số em vẫn nói với các bác ấy, là nó rất khó. Em khác với lại nhiều anh em bán hàng khác ấy. Nhiều anh em bán hàng khác ấy, là nói là dễ để cho các bác anh em mua. Nhưng đố các bác căn chỉnh được hay. Em nghĩ rằng đố các bác căn chỉnh được đấy. Và bây giờ sẽ gọi cấu hình đầu tiên này. Bác này thì bác ấy cũng yêu cầu là test thử để cho bác ấy nghe. Đây là cái 1 này. Đây là cái 1 này. Cái 1 nhá, các bác thấy được rằng là đây là cấu hình số 1 này. Nó báo là model 1 này. Và đang thử này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 7, 10, 2, 3, 5, 6, 9, 1, 2, 6. Không hát được đâu các bác ạ. Không hát được. Chế độ 2 này. 2 này. Ấn xe cạc này, xoay nút set này, mode 2 này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 7 10 2 3 5 6 9. Thôi thử hai chế độ thôi, mệt lắm. Cái 3 này, cái 4, cái 5 này. Đây cái 5 này em đã làm sơ bộ ở trên chiếc vang số này nhá. Cái 5 này. Đây là cấu hình mà em đã làm này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 7, 10, 2, 3, 5, 6, 9, 1, 2, 6, 9, 1, 2, 6, 9. Và bây giờ sẽ thử chiếc Bosa X10 nhé. Bosa X10. Bởi chú em này thì chú ấy cũng làm dịch vụ này. Chú em mà gửi cho em chiếc vang số Bosa X10 ấy, là chú này chú làm âm thanh dịch vụ. Vừa rồi thì cũng nghe được chất âm ở trên chiếc Huhu. Bây giờ các bác sẽ nghe được chất âm của chiếc Bosa này. Bosa. Bây giờ sẽ gọi này. Sẽ gọi chiếc Bosa này ra. Chiếc Bosa này. Bây giờ sẽ gọi úp này. À đây cái 1 này. Đây chế độ 1 này. Gọi Bosa này. Đây là cấu hình cũ ở trên chiếc Bosa nhé. Là một cái đơn vị mà cũng có uy tín ở trong thành phố Hồ Chí Minh nhé. Một đơn vị có uy tín đấy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 7, 10, 2, 3, 5, 6, 9,
chế độ 2 này. Các bác sẽ nghe được chế độ 2 này. Chế độ 2. Đây cũng là một đơn vị mà có uy tín ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Một chiếc con số mới tinh như thế này cũng khá hay đấy. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 7 10 2 3 5 6 9 1 2 6 9. Chế độ 3 này. Bây giờ sẽ gọi chế độ 3 này. Chế độ này chắc cũng nắm được các chế độ mà trước đây cái người cài đặt trước đấy sẽ làm nhé. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 7 10 2 3 5 6 9. Thử luôn chế độ 4 đi. Bởi vì chú này chú ấy cũng rất là kỹ tính và làm dịch vụ, cho nên rằng là cũng thử để cho chú nắm được 4 này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 7 10 2 3 5 6 9 1 2 6 9. Chế độ 5 này. E cho này, chế độ 5 này, E cho này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 7 10 2 3 5 6 9 1 2 6 9. 6 này, thử luôn 6 đi. 6 này. MC này. 1 2 6 9 1 2 6 9. Và các bác sẽ nghe thử một chế độ mà em làm nhé. Chế độ 11 đi. Chế độ 11 đây là Hồng KTV này, là chế độ em đã làm này. Gọi ra 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 7 10 2 3 5 4 7 10 2 3 5 1 2. Cho nên em muốn chia sẻ các bác như này. Bản thân các bác anh em không căn chỉnh được hay đâu. Đố các bác căn chỉnh được hay đấy. Em nghĩ rằng đố các bác là người sử dụng căn chỉnh được hay. Bản thân các anh em bán hàng còn chưa căn chỉnh được hay thì đố các bác căn chỉnh được hay. Cho nên là một vấn đề là em vẫn chia sẻ các bác anh em ấy, là các bác nên khi mua vang số là các bác nên chọn người bán. Và hôm nay em nhận được những chiếc vang số mà cũng có rất nhiều những cái mà suy nghĩ, bởi vì một chiếc vang số của cái bác ở Bình Thuận là trước đây đã gửi vang số trước đây đã mua của em chiếc vang số Telaga 6E, và những chiếc vang số mà trước đây đã gửi cho em căn chỉnh rồi bây giờ lại gửi trở lại để cho em căn chỉnh lại, thì đấy là một cái điều mà nó bị sai. Khi đã sai effect, sai về cái chất âm thì có lẽ rằng các bác anh em khó lấy lại, bởi vì mỗi người nó có một cái sự cảm âm riêng. Mỗi người có một sự cảm âm riêng, cho nên khi nó bị lệch lạc ấy là các bác anh em lại cảm thấy là nó không quen, là không quen, không phù hợp, cho nên là lại gửi cho em để căn chỉnh lại. Thì đây nó cũng là một cái mà em cũng vừa là thử chất âm để cho các anh em gửi vang số đến em căn chỉnh, cũng như là các anh em mà tới đây sẽ gửi đến, các anh em sẽ tin tưởng em gửi vang số đến căn chỉnh thì các anh em sẽ yên tâm. Và khi mà gửi chiếc vang số, từ những chiếc vang số đơn giản như là vang số vang cơ lai số, hay là những chiếc vang số cao cấp như X12, hay là nhiều chiếc vang số khác, thì em cũng làm khá hay.